đây là Đại Lam này. Ở cổng Đại Lam bắt đầu đi vào cái sảnh văn phòng, ở phòng khách sạn Đại Lam rất chi là đẹp nhá, đẹp, cái tông màu nó cũng trang trí cũng rất thanh nhã nhỉ, tông màu trang trí cũng rất chi là thanh nhã đấy, bố trí rất chi là đẹp, đẹp vô cùng luôn. Chị đứng em chụp cho bây giờ nó sáng lắm, đẹp lắm. Lấy tông trắng làm nền nhé, rất chi là đẹp. Đây. Nó xoắn nó đi trong đây, xuống đi kiểu gì? Đây là những cái ghế để cho khách tới coi như là ấy. Đây, vợ chồng anh Dũng Hằng đây, hình rất chi là đẹp, đẹp đôi. Đây là những cái sảnh để cho khách thuê khách sạn. Ô, hồi xưa đây cũng có cái bar đây chị này. Đây cũng là cái quán bar rượu, nhưng chắc là bây giờ người ta Covid người ta đóng rồi. Thấy không? Đóng rồi. Ngồi đây coi như uống gọi bia gọi rượu uống rất chi là đẹp. Wow. Ý, đẹp lắm. Đây là cái sảnh chỗ tiếp tân rồi khách tới nhận phòng ấy. Đẹp mà đây mát nhỉ, rộng lắm, mát rộng thanh rộng hang. Cái sảnh đây, check in đây, thấy cái quầy check in chưa? Đó, đây là khách sạn, cái chỗ sảnh này. Đó, phòng ốc rất chi là đẹp. Nói chung là bố cục bố trí mình thấy có một con mắt rất chi là thanh nhã, không có ấy. Đấy. Rất chi là đẹp. Đó. Đây là phòng khách sạn của trong Đại Nam Văn Hiến, mà cái phòng này có 600.000 một đêm đấy các bạn, 600.000 một ngày thôi thì cũng xịn sò lắm nhé. Đây có cái tủ lạnh để cho mình để đồ ăn này, là mình có tivi này, máy lạnh này. Mà người ta phải nói là Đại Nam rất là chu đáo, rất chu đáo. Hai bình nước, hai ly nước, có trong đây cho hút thuốc sao mà thấy có cả gạt tàn, hai cái ghế. Bố trí phòng mình thấy rất gọn gàng. Đây hai phòng, hai giường. Đấy, hai phòng có hai giường. Mình thấy nó 600.000 mà như thế này mà phòng rất ngon lành cành đào. Bố trí rất chi là gọn gàng nhé các bạn. Nhà cầu nhà tắm thì bên này có cả tranh, bố trí rất chi là đẹp. Kia có cả tranh nữa. Phòng nhà cầu nhà tắm bên trong đầy đủ luôn, từ cái zip đánh răng, thuốc đánh răng. Nói chung là tất các thứ là người ta rất chi là gọn gàng nhé. Đấy, phòng có trong vòng đại ở trong Đại Lam có 600.000 thôi. Mình cái này là theo nhu cầu của mình ấy. Mình đòi hai giường chứ không thì người ta chỉ cần một giường thôi đó, rất là gọn. Đây là đến Đại Lam rồi. Thôi để em kéo ra đây. Đấy, đây là cái chỗ này cổng ghế. Ở Đại Nam này có hai cổng, cổng này cổng chính, cổng này là cổng chính. Đứng đứng mình đang tiến thì đi vào trong Đại Lam nha, mà từ cổng ấy, từ cổng chính ấy đi vào trong đây xa phết các bạn, mình cứ đâu biết đâu, cứ tưởng là cổng cái thì là nó vào trong Đại Lam luôn, nhưng không phải nhá. Ôi rộng vô cùng, chứ không biết là đi vào đến cái chỗ nào để lấy khách sạn nữa, chưa biết. Ở đây lại không có xe chở vào, rất là cái chỗ này là rộng ghê, từ đường chính ấy vào đây xa lắm. Mà không thấy có phone, giờ chưa thấy có xe đi ra để đón từ khách sạn vào. Wow. Từ cái cổng, cái đất của Hải Lam này nó rộng thế này cơ mà. Rộng kinh khủng luôn. Wow.
Đây đất để làm. Vào trong. Mình đi vào đây mình không ngờ rằng là đất nó rộng thế. Đất rộng vô vàn luôn. Đất của Đại Lam nó rộng vô vàn luôn nhá. Đây có phải xe này ra đón mình không nhỉ? Hỏi ấy. Có phải xe ra đón là khách... À đúng, xe ra đón là khách sạn hay sao ấy? Có phải xe ra đón là khách sạn không ạ? À? À đúng rồi, cảm ơn nhá. Đi, lên. Cảm ơn nhiều, tưởng là cái sẩn nó ngay ở ngoài đường, không ngờ nó ra đấy. Lần đầu tiên đi tới Đại Lam công nhận là vào trong này nó rộng. Xe khách ở khách sạn Đại Lam có xe ra đón, chỉ phone cái là có người ra đón. Rất chi là chu đáo. Đó. Đại Nam này. Nhưng mà bây giờ là 5 giờ. 5 giờ tối rồi, nhưng người ta còn những cái xe để người ta đưa về thôi. Đó. Đây là cái phố đi bộ nhưng mà cũng không có ai cả. Khu trò chơi. Còn bên này nó là cái khu trò chơi. Trò chơi ở trong này Nam rộng thênh thang. Nhưng bởi bây giờ là 5 giờ tối, mình đến cái khách sạn là 5 giờ tối rồi. Đó. Xe bây giờ người ta chỉ đón người ra khách sạn thôi, chứ người ta không có đón. Chứ người ta không có đón người không có người vào nữa, bởi vì là các trò chơi là người ta đóng cửa hết rồi. Mình cứ đi đi, chốc lúc mình mệt thì mình lại đi lên cái xe để mình đi về. Đó. Đây là ở trong khu Đại Lam. Đông. Quầy bán vé. Mình đi đi sang bên kia kìa. Sang bên kia mình tham quan chốc mình đi đấy. Đây là khu Đại Lam. Đó. 5 giờ này thì bây giờ mình chỉ có tự đi bộ thôi. Tự mình đi bộ vòng vòng, tí nữa đi ra gặp xe thì đi. Mình đi bộ mình ấy đây cho nó mát thôi chứ phải gặp xe mình đi ra. Chị hiểu không? Gặp xe rồi mình đi ra. Đấy. Đấy, khu vườn này mà không đẹp nhỉ. Khu trong này rất là yên tĩnh. Thanh tịnh. Đó. Thì nó xung quanh đây rồi. Đấy, vườn rất là thanh tĩnh. Cái chỗ này là khu chùa đây này, cũng là ấy để đi về đằng kia kìa. Rồi. Ui. Đẹp vô cùng. Ui đẹp lắm. Đây. Đây là khu chùa đấy. Đây đó, mình không có biển để cái view cái khách, cái phòng mình ra biển thôi chứ còn. Chứ mình ấy đây nó cũng ấy nhỉ. Chứ mình đi dòng dòng đây cũng. Trên thành hồ nó rơi xuống cái ai là cái người ai là cái người ấy, người chịu trách nhiệm. Đây là cái hồ. Bên dưới là cái hồ. Hồ ấy nhân tạo.
đó. Toàn bộ đứng ra này ông chụp ảnh không đẹp à? Đấy. Đẹp quá như vậy. Đây. Xây dựng rất quy mô nhỉ. Yeah. Xây dựng cực kỳ quy mô luôn. Rộng rãi rất là đẹp. Nó cũng có một cái gì của nó đấy. Ai cũng biết là gì. Cũng có một cái quy mô cái gì. Đây là một cái khu này nó là chỉ là một trong cái 1% chắc của Đại Lam thì hay sao, còn rộng còn đi còn coi như là đi còn mỏi chân. Đấy. Đi còn mỏi chân. Điện thờ Phật Di Lạc. Đây là điện thờ Phật Di Lạc. Ôi rộng lắm, rộng thính rộng tha. Đại Lam du lịch thần tiên. Đây là rộng thênh rộng thang. Ông này ông thần tài ấy đúng không? Nhờ. Yeah. Ai người ta cũng thấy cái này ông thần tài đấy. Ai người ta cũng thấy cái này ông thần tài ấy. Gọi thần tài vào nhà đấy. Đấy. Ôi đây mát mẻ sướng. Mát nhỉ. Ừ, trong đây mà nếu mà cái đây mà bọn tàu mà nó thuê nó vào nó đóng kiểu vua chúa những cái phim trưởng ấy nhỉ, phim hoàng hậu hoàng hôn các thứ thì vào đây thuê đây đóng thì cảnh thật đẹp luôn, đẹp hơn trong những cái phim. Là cảnh Đại Lam đẹp lắm đấy. Đứng ở đây chụp hình này để lấy cái đèn này nào. Đấy là kỷ niệm. Rộng thênh rộng thang. Nếu mà đi bộ mà ấy thì có mỏi chân không hết. Đấy. Khui cái đèn đẹp nhỉ. Quá đẹp luôn. Có đứng đây chụp cho kiểu đây không? Đây. Ba ông Phước Lộc Thọ này. Xin ba ông này được phước, được thọ, được lộc này. Đấy. Hai con kỳ lân đứng ngay ấy. Rất đẹp. Rất khu yên tĩnh. Đấy. Cá nó nhung cho nó ăn mà nó nhung nhưng mà toàn các màu đen, em không biết là cá gì. Rất yên tĩnh. 5:30 rồi, bây giờ người ta ra hết rồi. Đấy. Mít đâu là cái lá này là lá gì nhỉ? Đấy. Khu này là rộng thênh thang. Đấy. Đi. Cái này là hoa hoa sen đấy, hoa hoa sen. Đó. À.